giao lưu đơn ca tài tử trong buổi sáng hôm nay. Anh Tám Góp và chị Tám Trang sẽ gửi đến quý vị với vở trích đoạn cải lương được mang tên Tâm sự Mai Đình, một nguyên soạn của Sòn Giả Viễn Châu. Thành phần ban nhạc cải lương hôm nay gồm có nhạc sĩ Văn Hậu, đàn guitar. Kính mời quý vị. Sao nào? Bài thơ năm cũ đâu rồi, cho tôi xin lại mảnh đời âu thơ. Bài thơ em đợi em chờ, năm năm mới có, bây giờ là đây. Mai Đình em. Anh Chi ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô bên anh, em trọn đời sẵn tâm yêu thương. Buồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở quên em, anh sẽ về lại quê mà làm thơ ca tụng trăng vàng, trăng của quê hương, trăng nặng tình thương nhớ. Mà từ lâu mong đợi cánh chim kêu bạc giữa dòng đời, chẳng còn tình thế thái là đất. Giờ bên anh chỉ còn có một Mai Đình, người mà tôi bỏ quên suốt khoảng đời đau khổ. Nhưng trôi ngày còn là người mang ân sâu nghĩa nặng, anh phải tôn thờ suốt cuộc đời. Mày bị lớn tắt ngày trời mở mắt tôi quay. Anh Chi Mai Đình phải gọi tới nắm là Hàng Mạc Tư. Hàng Mạc Tư ba tiếng đó chẳng bao khinh hồn vừa thôi qua biển ca, chỉ đêm khô khan vào lòng xa mà đã làm sụp đổ tiêu tan những thành quách quy nghi trầm mặc giữa điêu tàn. Sự nghiệp thế dân còn nằm trong gió tiếp gia tràng, từ đây còn có ai nhớ đến tên Hàng Mạc Tư khi anh về sống lại với quê. Gần nửa đời anh điêu bạc ma vương, anh đã bỏ quên cái tên mình trong cái tên mà quê hương không còn ai xa lạ, và đã anh sâu giống dòng da ghế quê mùa.
từ Quy Nhơn vào đây em chỉ mang theo một món quà nhỏ nhỏ. Là cái tên của mẹ cha để anh đóng bờ và một bài thơ lên chữ đá nhạt nhỏ, đó là hình ảnh của anh còn để lại trong lòng người con gái lúc lìa quê. Tuổi xuân thời anh đã đem mất người ta, giờ tàn quê em xin nhận về. Mai Đình. Mai Đình ơi, em đừng nói gì thêm nữa, đầy đủ lắm rồi ý nghĩa cuộc thương ngộ đau thương. Hàng mặt tử chỉ là một phút danh mừng đời đã cạn, khi anh không còn ca tụng dần tăng sáng, khi anh đã phải nhận đời kia sống thật. Bất diệt là cái tên Nguyễn Trọng Trí của anh, cái tên mà anh đã bỏ quên em đem dồn kinh cách trường. Ngày xưa em đợi em chờ, thật sự bây giờ